棒。贝贝跟 Mình là T-Rex Mình thật nhút nhát Khi mọi thứ thân là đáng sợ Ôi tiếng xót xoạt Và cả tiếng gió Một cái bóng quái dị và khổng lồ Mình là T-Rex Mình thật nhút nhát Khi mọi thứ thân là đáng sợ Đến một ngày Mình sẽ cao lên rất nhiều Liệu có thể trở thành vua khủng long Hey Khủng long T-Rex còn nhút nhát Hai mẹ con khủng long T-Rex đang ra ngoài để đi săn cùng nhau. Nhưng trông khủng long con có vẻ rất sợ hãi. Nào! Mẹ ơi, con không làm được đâu. Làm sao với hàm răng nhỏ bé này con có thể cắn một con khủng long to hơn mình chứ? Con sợ quá. Con làm được mà. Hãy thử nào. Gì thế này? Chỉ là một bé khủng long con. Thôi, mình hãy đi tìm cỏ ăn thêm nào. Ôi trời. Khủng long T-Rex con sợ rất nhiều thứ. Kể cả những thứ nhỏ nhặt cũng làm bạn ấy giật mình. Mẹ khủng long vẫn nhớ có lần. Mẹ ơi, cứu con! Có một con khủng long to đang muốn tấn công con kìa. Chỉ là những người bạn khủng long Mosaurus thôi mà con. Đó là khủng long Abatosaurus. Bạn ấy rất to lớn nhưng mà lại rất hiền lành và chỉ ăn cỏ thôi. Mẹ ơi, khủng long đáng sợ đang bay lượn trên kia kìa. Lỡ như chúng thổi bay mình bằng một cú quạt cánh thì sao? Đó là Pteranodon, là thằng lằn bay đó con. T-Rex là vua của loài khủng long mà. Mình phải giúp cho khủng long con can đảm hơn mới được. Con yêu à, con không thể quanh quẩn bên mẹ mãi được. Con là một loài khủng long ăn thịt mạnh mẽ. Hãy cho mọi người thấy sức mạnh của con đi nào. Con, không được đâu. Con không thể tự làm mọi thứ được đâu. Con sẽ biết cách làm tốt thôi. Con là T-Rex, là vua của loài khủng long mà. Khủng long mẹ để cho khủng long con đi thật xa. Chắc ở bãi biển sẽ không có ai đâu nhỉ. Cái gì kia? Chạy nhanh thôi. Hả? Mình chạy xa đến vậy sao? Hả? Mình chạy cũng khá nhanh đó chứ. Hay do hai chân sau của mình khỏe? Để mình chạy thử lại xem nào. Là khủng long T-Rex. Mọi người chạy mau đi. Hả? Họ sợ mình sao? Khủng long con lấy hết can đảm để leo lên ngọn núi đá treo leo. Hả? Họ nói mình đáng sợ sao? Mình nghĩ tiếng gầm của mình cũng to đó. Mình có vẻ thật sự mạnh mẽ. Nhưng mà mình bắt đầu thấy đói rồi. Hay quá. Giỏi quá đi. Hả? Mình nên thử đi săn thôi.
quá, khủng long con bắt đầu mạnh mẽ hơn rồi. Khủng long con T-Rex dũng cảm. Rồi mai, khủng long con sẽ trở thành một kẻ săn mồi tuyệt vời. Thằng lằn khổng lồ Tyrannosaurus Rex, khủng long cổ dài Brachiosaurus, khủng long tí hon Musarus, khủng long ăn cỏ khổng lồ Abatosaurus, chiếc mỏ dài Pteranodon. Ai là vua của loài khủng long đây? Ta, Spinosaurus. Ta, Tyrannosaurus. Bộ hàm thật to, lưng có gai, và Spinosaurus gầm vang nè. Ngươi vừa nói gì? Răng sắc, hàm khỏe, Tyrannosaurus gầm vang nè. Vẫn chưa xong đâu nha. Spinosaurus đại chiến Tyrannosaurus Rex. Ta là Tyrannosaurus Rex đây, kẻ săn mồi số một thế giới. Răng của ta rất lợi hại đó nha. Hôm nay ta sẽ ăn gì đây? Trong lúc đang tìm thức ăn thì Pteranodon xuất hiện trước mặt T-Rex. Số một thế giới sao? Nhưng tôi vừa nghe Spinosaurus nói bạn ấy mới là kẻ săn mồi giỏi nhất mà. Cái gì? Spinosaurus hả? Đúng vậy, chính mắt tôi nhìn thấy mà. Bạn ấy đi săn rất giỏi, đã săn được một mẻ cá rất to. Không thể nào, ta phải tự mình đi xem mới được. Là tôi đây, Spinosaurus. Bắt cá là việc dễ như ăn bánh vậy. Một nè, hai nè, ba nè. Đây đúng là tên mà Pteranodon đã nói tới. Này tên kia, người có phải là Spinosaurus giỏi săn bắt không? Ta vừa được nghe danh người. Đúng. Ngươi là ai mà dám nói chuyện với ta? Ta là vua khủng long đây. Ha 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 ha, vua khủng long. Ngươi nghĩ bắt được nhiều cá như vậy là có thể trở thành vua khủng long sao? Ha 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 ha, ta mới là vua khủng long thứ thiệt đây, Tyrannosaurus Rex. Hả? Được thôi, cùng thi tài xem ai giỏi hơn nào. Ai bắt được nhiều cá hơn sẽ trở thành vua khủng long thực sự. Ha, quá đơn giản. Yeah. Sao mình không bắt được gì hết? Thử lại xem nào. Cứu ta. Lại đây. Người thấy chưa? Ta mới là vua khủng long vĩ đại nhất đây. Không, cái này không tính. Ngươi thường đi săn dưới nước rồi, nhưng hôm nay là lần đầu tiên ta bắt cá. Hãy đấu lại một trận nữa ở trong khu rừng kia. Nếu ngươi thắng, ta sẽ nhận thất bại. Ha ha, ngươi sẽ không thắng được ta đâu. Ai là người chạy tới chỗ cái cây lớn kia trước sẽ chiến thắng, rõ chưa? Chả có gì khó khăn. Ta sẽ tới đó trước, ngươi chờ xem. Khi nào ta nói chạy, ta sẽ bắt đầu chạy nha. Sẵn sàng, chạy. Sao ngươi chạy nhanh vậy hả? Người thấy chân sạo của ta có khỏe không? Việc này chả là gì. Ta thắng rồi. Không thể nào. Ta đã thắng trong trận bắt cá rồi. Ta mới chính là vua.
hả? Ngươi chạy chậm hơn ta mà. Ngươi vật vã ở dưới nước với đội tàn hắn ngủng kìa. Ta là vua. Không, ta mới là người chiến thắng nè. Ta mới đúng. Ta là vua. Được rồi, ai chạy tới chỗ của Terranodon trước sẽ giành chiến thắng. Người thấy sao nào? Dễ ợt. Bắt đầu nào. Ta sẽ bắt được ngươi. Đừng hòng, ta sẽ tới đó trước. Thế nhưng các ngươi nghĩ có thể bắt được ta sao? Đừng có mơ. Ôi không, có chuyện gì vậy? Hãy chịu thua đi. Ta chính là vua khủng long. Không, ta mới đúng. Người đúng là ngoan cố. Được thôi, hãy đấu lại nào. Người nghĩ ta sợ sao? Ta là vua. Thật là bó tay. Ôi không, đến khi nào cuộc chiến giành danh hiệu vua khủng long mới kết thúc đây? Thằng lằn khổng lồ Tyrannosaurus Rex, thợ săn cá Spinosaurus, chiếc mỏ dài Pteranodon. Ồ không, tôi đã lạc mất tô trứng. Ở đâu rồi, ở đâu rồi? Quả trứng bé xíu giờ đang nơi đâu? Con của tôi, con ở đâu mất rồi? Thì ra tô trứng đang ở nơi đây. Có ăn trộm, có ăn trộm, có ăn trộm. Nào hãy tránh xa tô trứng của tôi. Tôi không phải kẻ trộm trứng mà. Oviraptor, kẻ trộm trứng. Mình nhớ mình để trứng ở đây mà. Ngay đối diện cái cây cao này. Ở đâu rồi nhỉ? Có đây không? Hay ở kia? Khủng long Protoceratops mẹ đang đi tìm tổ của cô ấy, nhưng có vẻ cô ấy vẫn chưa tìm thấy. Ôi, hoa đẹp quá. Con của mình cũng xinh đẹp như vậy. Chắc là cũng đang ở gần những bông hoa này. Xem nào. Hả? Ôi không. Tránh ra mau. Cô đang làm gì ở đây? Cô đang định lấy trộm trứng của tôi hả? Cái gì cơ? Đây là tổ của tôi mà. Có thể cô ấy không phải là ăn trộm. Không, chắc chắn là trộm. Cứu tôi với. Có kẻ trộm trứng ở đây. Khi nghe khủng long Protoceratops kêu lên, tất cả khủng long lần lượt kéo đến. Có chuyện gì vậy? Ôi không, tên trộm này nè, cô ta định trộm trứng của tôi trong lúc tôi đang đi tìm nước uống đó. Cô thật sự là kẻ trộm trứng sao? Wow, cô chắc chắn là kẻ trộm trứng rồi. Không phải như vậy đâu. Làm ơn, nghe tôi nói đã. Tại sao chúng tôi phải nghe cô chứ? Cô đúng là kẻ trộm trứng rồi. Không phải đâu. Đây là trứng của tôi mà. Thật không tin nổi. Giờ cô còn nói đây là trứng của cô hả? Ngay lúc đó, Troodon xuất hiện. Loài Troodon được biết đến là loài khủng long thông minh nhất. Có chuyện gì ồn ào vậy? Tôi bắt quả tang cô ta trộm trứng của tôi vậy mà giờ cô ta nói đây là trứng của cô ta. Không đúng đâu. Cô ta đột nhiên xuất hiện rồi gọi tôi là kẻ trộm mà.
trong trường hợp này, ta cần suy nghĩ. Để xem nào. À, tôi có ý này. Ở đây có 10 quả trứng, vậy ta chia mỗi người 5 quả nha. Hả? Bình tĩnh, tôi sẽ chia công bằng cho hai cô. Ôi không, không được. Trứng có thể bị bể nếu như ông làm như vậy đó. Ta nên làm gì đây? Bởi vì ta có 10 quả trứng và hai người mẹ, cách này là tốt nhất rồi. Vậy các cô còn ý nào hay hơn không? Thôi, cứ lấy đi. Tất nhiên, vì đâu phải trứng của cô đâu. Đúng vậy, không phải trứng của cô ấy đâu. Tôi hiểu rồi. Bởi vì cô biết lo cho sự an toàn của những quả trứng, nên cô chắc chắn là mẹ của chúng. Vậy, còn tôi thì sao? Tôi cũng là mẹ mà. Tôi cũng sợ con của mình bị đau vậy. Nhưng cô không thể hiện sự quả quyết bảo vệ trứng như vậy. Thôi thì hãy để thời gian giải quyết nha. Và ngay thời điểm đó, những quả trứng bắt đầu nở ra. Trời ơi, nhìn đẹp đúng là con của cô ấy rồi. Thấy không, mọi người còn nghĩ tôi là cái trộm trứng nữa không? Chúng rất giống tôi, vì chúng là con của tôi mà. Tôi xin lỗi. Vậy còn trứng của tôi đâu? Mọi người đây rồi. Mẹ khủng long Rhodoceratops đâu rồi? Hả? Cô làm gì ở đây vậy? Trứng của cô nở ra rồi kìa, ở dưới gốc cây bạch quả. Nhanh nào. Hả? Cây bạch quả? Được rồi, tôi sẽ tới đó ngay. Ôi con ơi, mẹ yêu các con nhiều lắm. Đúng vậy, Oviraptor không phải kẻ trộm trứng. Cô ấy là một người mẹ. Những bé khủng long Protoceratops cũng sẽ sớm gặp được mẹ thôi. Trông giống như tê giác Protoceratops, khủng long đầu chim Oviraptor, khủng long thông thái Trudon, nhỏ và nhanh Hypsilophodon, có chiếc đầu to Pachycephalosaurus. Mình là loài khủng long đáng sợ nhất nè, là mình đây, Allosaurus. Mọi người đều sợ hãi khi nhìn thấy mình. Mình tới đây, Allosaurus đây. Mình là loài khủng long khỏe mạnh nhất nè, là mình đây, Allosaurus. Mặc dù mình nhỏ bé nhưng sẽ có ngày trở thành một thợ săn rất hay rất tài. Mình là khủng long Allosaurus. Trong khu rừng của loài khủng long Allosaurus, các bạn nhỏ khủng long đang tập hợp lại. Có chuyện gì đây? Mẹ mình dặn đừng bao giờ ra khỏi khu rừng, bởi vì ngoài kia có rất nhiều khủng long đáng sợ. Thôi nào, loài Allosaurus chúng ta là đáng sợ nhất trên thế giới rồi còn gì. Không đâu, mình nghe nói có nhiều loài còn mạnh hơn đó. Không đâu. Nếu mà ngoài kia có khủng long nào mạnh hơn thì mình sẽ vào và tiêu diệt chúng ngay. Vậy sợ gì mà không đi chứ? Mình không đi đâu. Mình cũng không muốn đâu. Mấy bạn nhát gan quá. Được rồi, mình sẽ đi một mình. Phải làm gì đây? Mình nghĩ bạn ấy đi thật kìa. Có nên ngăn bạn ấy lại không? Bạn nhỏ Allosaurus đi ra khỏi khu rừng và gặp Spinosaurus ở bờ biển. Ta là khủng long Allosaurus vĩ đại đây. Ngươi là ai? Ta là Spinosaurus. Ta đang bắt cá, nên nhỏ tiếng lại chút đi.
Mình sẽ cho hắn ta thấy mình bắt cá giỏi như thế nào. Nhìn cho kỹ nè, đây mới là cách bắt cá. Cứu với! Ngươi còn không biết bắt cá là gì nữa? Ngươi định cho ta coi cái gì? Đây mới là cách bắt cá nè. Giờ thì có muốn xuống nước lại không hả? Thôi, không khác. Lần sau nha. Ôi, mình bắt đầu thấy đói rồi. Phải ăn cái gì mới được? Allosaurus đang rất đói bụng. Bạn ấy đi loanh quanh và thấy Carcharodontosaurus đang đi săn. Mình sẽ lấy thức ăn của hắn ta. Ta đói rồi, đưa thịt cho ta mau. Ta sẽ cắn cổ ngươi nếu không đưa cho ta đó. Ta là khủng long Allosaurus vĩ đại. Ta đói rồi, đưa thức ăn ra đây. Thằng nhóc này chả đáng sợ gì hết. Ngươi không hiểu ta đang nói gì sao? Ngươi coi chừng ta đó. Nhìn mấy cái răng đó kìa. Lần này ta chỉ cảnh cáo nhóc thôi đó. Biến đi. Vâng ạ, chúc ăn ngon miệng ạ. Mình không thể trở về như vậy được. Bây giờ gặp ai nữa, mình sẽ cho họ thấy mình mạnh và đáng sợ như thế nào. Ta là khủng long Allosaurus mạnh nhất đây. Ngươi là ai? Ta là Tyrannosaurus, loài thằn lằn khổng lồ đây. Thằn lằn khổng lồ sao? Nhưng sao cái tai ngắn và chỉ có hai cặp móng vuốt vậy? Dễ thương quá. Sao? Dễ thương hả? Ta sẽ cho người thấy cái đuôi uy lực và hàm răng sắc nhọn này. Đáng sợ quá đi. Ngài khủng long ơi, tôi không có ý đấu với ngài đâu. Khủng long Allosaurus xấu hổ quay trở lại khu rừng với bạn bè của mình. Bạn về rồi. Bạn có thấy khủng long nào không? Có. Bạn ổn chứ? Trông bạn mệt mỏi quá vậy. Mình hả? Đâu có. Mình là Allosaurus tối cao. Mình mạnh mẽ và đáng sợ mà. Vậy mà dẫn mình theo với. Mình nữa. Mình muốn đi ra khỏi khu rừng từ lâu rồi. Không, chưa được đâu. Chúng mình còn nhỏ bé quá. Khi nào lớn hơn một tí thì hãy đi nhé. Đúng vậy, các bạn ấy còn quá nhỏ. Nhưng rồi đây sẽ sớm trở nên mạnh mẽ và đáng sợ thôi. Kẻ săn mồi số 1, Allosaurus. Thợ săn cá, Spinosaurus. Thằn lằn khổng lồ, Tyrannosaurus Rex. Răng cá mập, Carcharodontosaurus. Boom boom boom, chicky chicky boom. Boom boom boom, thế giới khủng long, yeah. Này khủng long con, đến giờ mình đang thôi đồ ăn ngon đến ngay đây rồi. Wow. Thật xanh lá giòn tươi, cùng trái cây với bao ngon giòn. Lá ngon, trái cây ngon, bao rất ngon. Không không, con đói quá. Cho khủng long con ăn.
Trời mưa trong rừng khủng long đã nhiều ngày. Các con, ra đây đi. Cuối cùng mặt trời lên rồi. Ai, khu rừng của chúng ta thật lộn xộn. Khi nào chúng ta mới dọn dẹp xong khu rừng đây? À, có chuyện gì vậy? Ôi trời, một chú khủng long con. Một chú khủng long con. Ôi trời, bé dễ thương wow, quá. Bé nghi quá. Hình như chân bé bị thương rồi. Tội nghiệp. Con đói quá. Con đói hả? Ôi không. Được rồi, chúng ta sẽ mang thức ăn cho con. Chúng ta hả? Dạ. Chắc là được. Thằng bé nhìn hơi đáng sợ. Nè bé con, chúng ta đem trái cây tới nè. Em sẽ thích món này lắm. Sao em không ăn? Ăn đi, thử đi. À, anh vất vả lắm mới hái được đó. Sao nó không chịu ăn vậy? Được rồi, còn mấy con bọ chị mang đến thì sao? Bọ rất bổ dưỡng và vị rất ngon. Chúng rất là ngon. Em ăn thử đi. Ăn như vậy nè. Nhầm 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 nhầm. Nhầm 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 nhầm. Cô mang đến chút thức ăn. Đây, ăn lá xanh đi. Con nghĩ sao? Không thấy ngon hả? Sao con không ăn? Em ấy không ăn trái cây hay sâu bọ tụi con mang tới. Các con phải cho khủng long săn mồi ăn thịt. Hả? Bác Trudon thông thái. Với một cặp sừng, răng nhọn, móng vuốt sắc và đuôi khỏe, chú khủng long này là... Cái gì? Một Allosaurus. Đúng vậy. Đây là một bé khủng long ăn thịt Allosaurus. Nếu không tin, để bắt cho xem. Ồ, bé khủng long ăn rồi kìa. Nếu thằng bé thật sự là Allosaurus, chúng ta nên đưa nó đi. Thằng bé vẫn còn nhỏ nên không nguy hiểm đâu. Đúng vậy, hơn nữa chân bé bị thương rồi, chúng ta không thể bỏ mặc thằng bé như vậy. Nhưng nếu mẹ thằng bé tới tìm nó thì sao? Như vậy thì sao? Đây là rừng của Allosaurus hả? Lạnh mà đáng sợ quá. Cứ để thằng bé ở đây. Đi thôi. Nè bé con, nếu con đợi ở đây, mẹ con sẽ tới tìm con. Và lúc em lớn lên, đừng quên chúng ta. Chị là Orithomimus và... Được rồi, được rồi. Đi thôi, ra khỏi đây thôi. Tạm biệt bé con. Những chú khủng long tốt bụng đưa người bạn nhỏ Allosaurus của mình về rừng. Anh bạn nhỏ sống khỏe và lớn lên mạnh mẽ nhé. Nhìn giống đà điểu Ornithomimus. Phần đầu cứng cáp Pterosaurus. Có màu trên đầu Parasaurolophus. Bộ não to Jordan. Thở săn hung tợn Allosaurus. Boom boom boom, chiki chiki boom, boom boom boom. Thế giới khủng long, yeah.
Cô có phải mẹ con không? Ồ, ở trong đây tối quá. Một bé khủng long con vừa ra khỏi trứng. Hả? Sao không tháo ra được? Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ của mình đâu? Với một phần vỏ che trên đầu, chú khủng long nhỏ đi vào rừng tìm mẹ. Mình chưa bao giờ gặp mẹ trước đây. Nhưng mình nghĩ tay của mẹ sẽ ngắn như mình. Và mẹ cũng sẽ đi hai chân. Ôi trời, cô rất xin lỗi. Ồ, con không sao. Nhân tiện, cô có đi bằng hai chân không? Dạ, thỉnh thoảng cô đi bốn chân. Nhưng hầu hết thời gian cô đi hai chân. Ồ, thật sao? Con đi trên hai chân như này. Ồ, và chân trước của cô ngắn như tay con. Cô có phải mẹ con không? Không, cô là một Granodon. Con là khủng long gì vậy? Chúng ta xem mặt con thử đi. Hả? Granodon nhanh chóng nhận ra bé khủng long này là loài gì. Dù là khủng long con vẫn thật đáng sợ. Đi đi. Khoan, xin cô cho con biết con là ai. Vậy nhìn mình đáng sợ. Vậy mình đoán mẹ mình cũng đáng sợ. Hả? Có lẽ mình nên lên đó để tìm mẹ. Ngọn núi đang di chuyển. Xin chào, cô là Stegosaurus. Con xuống khỏi lưng cô được không? Con xin lỗi. Bám vào dây trên lưng cô và cẩn thận leo xuống đi. Cảm ơn cô. Cô tốt bụng quá. Nhìn cô đáng sợ, nhưng thật ra cô là một khủng long tốt bụng. Nhìn cô đáng sợ sao? Con cũng bị nói là nhìn con đáng sợ. Vậy có thể nào cô là mẹ con không? Và con có mọc vây trên lưng giống cô lúc con lớn không? Không, con cô sinh ra đã có dây rồi. Con đoán con phải tiếp tục tìm mẹ rồi. Ơi, cô hy vọng con tìm được mẹ. Thằng bé nhìn quen quá. Mình thấy khuôn mặt đó ở đâu trước đây rồi. Trời. Chào khủng long nhỏ. Wow, chú cao quá. Phải, cổ chú cũng dài nữa. Vậy chú có thấy mẹ con không? Mẹ con hả? Con là... Ôi, con nhanh nhanh chạy đi. Hình như mẹ con đang tìm con. Vậy nên mọi người đang chạy trốn. Thật sao? Nhưng mẹ con là ai? Mẹ con là khủng long đáng sợ và vĩ đại, Tyrannosaurus Rex. Tyrannosaurus Rex? Phải, đó là mẹ con, bà ấy đó. Hả? Mẹ ơi! Cuối cùng bé khủng long T-Rex đã tìm được mẹ. Răng sắc, chân khỏe và tai ngắn. Các bạn nghĩ sao? Họ có giống nhau không? Vua của khủng long, Tyrannosaurus Rex. Khủng long ăn cỏ, Iguanodon.
khủng long khổng lồ Diplodocus. Boom boom boom, chiki chiki boom 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 boom, thế giới khủng long. Ở sang cư khô ta đây, Tyrannosaurus rằng đây rất to đối chân mạnh, không an toàn đâu. Là ông vua đi sang T-Rex. Nhật ký của T-Rex, vua đi sang. Hôm nay mình ăn gì nhỉ? T-Rex, tên thợ săn đáng sợ đang tìm kiếm con mồi của mình. Hả? Con khủng long đó to lớn hơn mình. Nhưng không sao, ta là T-Rex. Ngươi sẽ làm một bữa ăn ngon. Cái gì? Anh muốn ăn tôi sao? Tôi là Abatosaurus. Cơ thể tôi khổng lồ và tôi đi theo đàn. Anh không thể săn tôi. Nghĩ kỹ lại thầy, mình không muốn bị giẫm nát bởi những bàn chân to lớn đó, hoặc bị quất bởi cái đuôi dài đó. Vậy ta sẽ đi. Ta sẽ săn thứ gì khác. Nhìn con khủng long đầu nhỏ đó kìa, nó giống như một bữa ăn hoàn hảo. Anh làm tôi sợ đó. Ta đần đuối và ta sẽ ăn ngươi. Thật vậy sao? Tới và thử đi. À, đầu của ta. Tôi là Ankylosaurus. Anh thấy sao khi vừa bị đuôi của tôi quật trúng? Muốn một cú nữa không? Ồ, thật sự đau đó. Không, cảm ơn. Sao tìm thứ gì đó để ăn khó quá vậy? Mình đói quá. Mình sẽ ăn bất cứ thứ gì mình gặp tiếp theo. Có một con khủng long. Lần này ta sẽ lén tấn công nó. Tên này không thông minh lắm, nó vẫn chưa phát hiện ra mình ở đây. Răng của ta chúng gãy hết rồi. Anh nghĩ dễ ăn được tôi hả? Lưng của tôi cứng như thép. Tôi là Edmontonia. Ai biết lưng của khủng long có thể cứng như vậy. Răng ta. Hôm nay làm sao vậy? Sao không có gì thuận lợi hết? Mình chết đói mất. Bây giờ nhìn con khủng long nhỏ dễ thương đó kìa. Nhom nhom, nhìn ngươi ngon quá. Ôi ôi không, là Tyrannosaurus. Chạy đi. Mình có thể thoát được nếu chui vào cái lỗ đằng kia. Mình an toàn rồi. Nè, tên kia, ra khỏi đó ngay. Tên hèn nhát. Nếu tôi ra ngoài, anh sẽ ăn thịt tôi. Vậy tôi ra làm gì? Khủng long nhỏ như tôi không thể chống lại anh. Vậy nên chúng tôi chạy trốn. Được thôi, ta sẽ đợi đến khi ngươi ra ngoài. Ta sẽ ăn thịt ngươi trước khi hết hôm nay. Mình có thật là một thợ săn không? Tội nghiệp T-Rex. Bạn sẽ đợi đến bao giờ?
lông Tyrannosaurus Rex, loài ăn cỏ khổng lồ Apatosaurus, đuôi con gai Ankylosaurus, thân bọc giáp Edmontonia, nhỏ và nhanh Hypsilophodon. Boom boom boom, chiki chiki boom 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 boom, thế giới khủng long. Mình xấu xí lắm thế tại sao mà tới đó có ba sừng này, chọc tới suốt đây các bạn mình đây. Mình ước gì bộ sừng này biến mất. Bộ sừng tuyệt vời của Triceratops. Nè các bạn ơi, ra ngoài chơi thôi. Ra ngoài chơi thôi. Sitacosaurus, đừng bắt chước mình nữa. Đừng bắt chước mình nữa. À, đồ bắt chước. Đồ bắt chước. Đây là Sitacosaurus thích pha trò, còn được biết đến là thằng lằn vẹt, vì mỏ của chúng giống mỏ vẹt. Hi, chào mọi người. Chào Maya Sora. Mọi người muốn chơi gì hôm nay? Chúng ta chơi đánh tên khủng long được không? Mình sẽ kể các đặc điểm và các bạn đánh tên khủng long. Được thôi, mình chơi trò này giỏi lắm đó. Muốn đánh bại mình không dễ đâu. Để rồi xem, cùng chơi thôi. Chán chúng cho chức vô địch hút đầu. Peggy Cephalosaurus. Nó thật nhanh nhẹn như nhóm chim. Mái mịt, Kelly mái mịt. Wow, các bạn giỏi quá. Nhưng cái tên tiếp theo sẽ không dễ đâu. Một con khủng long xấu xí có ba sừng trên mặt. Hả? Ba sừng trên mặt hả? Xấu xí sao? Đó là Triceratops ba sừng. Câu này hài hước quá. Ôi trời, Triceratops đã nghe mọi chuyện. Sao mình xấu quá vậy? Sao mình lại có những chiếc sừng ngu ngốc và vô dụng này? Con yêu, có chuyện gì vậy? Không ai thích con vì những cái sừng này. Con có sừng để làm gì? Những chiếc sừng bảo vệ chúng ta, ngay cả những cái ăn thịt to lớn cũng phải khiếp sợ chúng. Đúng vậy, và sau này bạn của con sẽ trân trọng trái tim tốt bụng của con. Ba mẹ chắc không? Dĩ nhiên. Triceratops lấy hết can đảm và trở lại chỗ của những người bạn. Ngay lúc đó, là Velociraptor. Chạy đi. Các ngươi có thể thử nhưng không thoát đâu. Chúng ta sẽ bắt các ngươi bằng những móng vuốt sắc nhọn. Ôi không. Nè, để bạn của tôi yên. Ngươi từ đâu tới vậy? Ngươi sẽ không thoát được đâu. Triceratops. Quên cậu đi săn hôm nay đi. Wow, Triceratops can đảm đã chống lại bọn Velociraptor. Đừng bao giờ quay lại đây, hoặc các ngươi sẽ hối hận. Đúng vậy, các ngươi sẽ hối hận. Mình chưa bao giờ biết bộ sừng của bạn tuyệt như vậy. Mình đã biết là chúng rất tuyệt. Không phải bạn nói chúng xấu xí sao? Thì bạn cũng nói vậy mà. Làm gì có. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã cứu tụi mình. Và xin lỗi vì đã chọc ghẹo bạn. Chúng ta làm bạn được không? Được, mình thích lắm. Mình rất vui khi giúp được các bạn với bộ sừng này. Và từ đó, các chú khủng long nhỏ trở thành bạn tốt của nhau. Ba sừng Triceratops, nhỏ và nhanh nhẹn Hypsilophodon, giống vẹt Sitacosaurus, mỏ dịch Mayasaurus, kẻ cắp xảo quyệt Velociraptor.
Chiki chiki boom, boom boom boom, thế giới khủng long. Tôi đây Gali Mai Mệt, nhanh nhất đám khủng long tôi. Gally. Chân mình thì dài lắm đây tớ, Gali Mai Mệt. Tôi đây bậc thầy chạy đua đây, ha 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 ha. Khủng long siêu tốc, tôi đây là Gali Mai Mệt. Cuộc đua khủng long vĩ đại. Thưa quý ông, quý bà, hôm nay là ngày của cuộc đua khủng long. Mình là Pteranodon và sẽ dẫn chương trình hôm nay. Nếu nhìn vào vạch xuất phát, bạn sẽ thấy quán quân năm ngoái Gallimimus, và phía bên kia là Ankylosaurus và Brachiosaurus. Nè, Ankylosaurus, bạn cũng tham gia đua hả? Chắc bạn tới đây khó khăn lắm với đôi chân ngắn này. Tên chậm chạp. Cái gì? Chậm chạp? Nếu mình thắng, bạn phải ngừng chọc ghẹo mình. Bạn nghĩ bạn thắng được mình sao? Lúc mình bắt đầu chạy, không ai có thể theo kịp đôi chân dài này. Mình là loài khủng long nhanh nhất, Gallimimus. Oh, oh. Wow, cơ thể của bạn thật khổng lồ. Bạn chắc nặng lắm. Bạn chạy được không? Mình không cần chạy, vì mình có sải bước dài. Ơi, mình chỉ cần đi một chút là lại đói bụng nữa. Ôi, sao mình luôn đói bụng vậy? Được rồi, mọi người yên lặng. Giờ sẵn sàng. Chuẩn bị. Chạy. Gallimimus và Brachiosaurus đang hòa. Hey, tên này nhanh hơn mình nghĩ. Đó là mùi gì vậy? Giống như trái cây yêu thích của mình. Mình sẽ ăn một ít rồi chạy tiếp. Oh, Brachiosaurus đang ngừng lại để ăn trái cây giữa cuộc đua. Ha ha, cảm ơn đã bỏ cuộc. Mình còn không thấy Ankylosaurus. Mình đoán mình thắng chắc rồi. Trời nóng quá. Có lẽ mình cũng nên nghỉ. Thật ra mình hơi mệt. Gallimimus, sao bạn có thể ngủ trưa giữa cuộc đua? Chắc mình không ngăn được bạn. Mình sẽ xem tình hình Ankylosaurus và tường thuật lại. Ankylosaurus, với tốc độ này bạn nên bỏ cuộc đi. Bỏ cuộc? Mình sẽ không bỏ cuộc. Bốn chân của mình khỏe không cần nghỉ. Mình không biết bỏ cuộc là gì. Wow, xem tinh thần chiến đấu đó kìa. Chúng ta đến xem Brachiosaurus lần nữa. Ôi trời, Brachiosaurus đã ăn hết trái trên cây. Ngừng ăn đi, tới lúc quay lại cuộc đua rồi. Nhìn bên đó kìa, mình thấy Ankylosaurus lại rồi. Mệt không bao giờ bỏ cuộc. Ankylosaurus, bạn đang làm rất tốt. Cố lên Ankylo, Ankylo, Ankylosaurus. Không lâu nữa chúng ta sẽ có người thắng cuộc. Yeah, mình về nhất rồi, thắng rồi. Quán quân cuộc đua khủng long năm nay là Ankylosaurus. Cái gì? Sao có thể? Gallimimus, bây giờ bạn không thể chọc mình được nữa. Mình thua rồi. Bạn thật sự rất tuyệt. Mình rất vui khi được thông báo Ankylosaurus đã thắng cuộc đua. Brachiosaurus có tiếp tục không? Hay bạn ấy vẫn...
Ngon quá đi. Khủng long giống chim Gallimimus, cơ thể phủ giáp Ankylosaurus, cổ dài tham ăn Brachiosaurus, giật lông mỏ dài Pteranodon. Boom boom boom, chiki chiki boom 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 boom, thế giới khủng long. Mình bay, bay thật nhanh trên trời. Bay sang phải, đây, bay sang trái, kia là ta vị vua, vua của bầu trời, ta Pteranodon. Pteranodon, khủng long lắm lời. Chào, mình là Pteranodon, và mình săn cá. Mình xà xuống từ bầu trời để tìm con mồi. Mình giang cánh ra như vậy, rồi lao xuống biển để bắt cá. Nè, Tera, khi nào bạn mới ngừng nói và bắt đầu đi săn? Nhớ là săn mồi là hành động, không phải lời nói. Bạn ấy lại cằn nhằn mình nữa rồi. Vậy mình đi đây, hẹn gặp lại. Tera đã đợt sải cánh và bay cao lên trời. Swoosh. Không ai bay giỏi hơn mình. Tera, bạn có sao không? Ouch. Cẩn thận, cánh của chúng ta rất mỏng. Nếu bị rách, chúng ta không thể bay được nữa đâu. Yeah, yeah, mình biết rồi. Ôi trời, bạn ấy phiền quá. Oh-ho. Tìm thấy con mồi rồi. Thành công. Oh, và một con nữa. Pteranodon bắt được rất nhiều cá, nhưng có ai đó cũng đang săn mồi bên bờ biển. Với móng vuốt to và công như lưới câu, ta là Baryonyx. Rah! Mồi với móng vuốt lưỡi câu, ta là vua của tất cả thợ săn. Ôi, móng của tôi. Pteranodon ngậm một núi cá trong miệng và đậu trên một cái cây gần đó. Cuộc săn của Tera hôm nay thành công quá. Sao ta không bắt được gì hết vậy? Ôi, đói bụng quá. Mình không chờ được. Hả? Âm thanh gì vậy? Không biết Tera có cho mình một con cá không. Chào Tera. Oh, chào Baryonyx. Sao bạn có thể săn mồi giỏi vậy? Dù không có răng sắt hay móng vuốt. Vì mình có cái mỏ dài này. Chờ một chút. Nghe đâu mọi người nói bạn có những câu chuyện rất hay. Mình muốn nghe chúng. Hả? Bạn ấy nghe vậy thật hả? Được rồi, mình có thể kể một câu chuyện. Bạn có bao giờ thấy hai Tyrannosaurus đánh nhau chưa? Mình thấy rồi. Khi họ mở miệng, hàm của họ rất lớn. Chuyện vui thật đó. Nè Tera, miệng của bạn cũng rất lớn đó. Phải, mình cũng thấy vậy. Để xem bạn có thể mở miệng rộng tới đâu. Wow, lớn vậy sao? Bạn mở lớn hơn được không? Có lớn hơn T-Rex không hả? Cảm ơn vì bữa ăn cá ngon lắm. Bà
bạn đúng là một người kể chuyện tuyệt vời. Baryonyx. Đó là cá của mình. Tội nghiệp Pteranodon, bụng vẫn đói mà không có cá. Mỏ dài Pteranodon, vuốt lưỡi câu Baryonyx. Boom boom boom, chicky chicky boom 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 boom, thế giới khủng long. Bỏ con một mình, an toàn của con là ưu tiên hàng đầu, không ai tốt hơn chúng tôi. Tình yêu của bà mẹ Maya Sara. Một buổi chiều ấm áp nhiều nắng, và các bà mẹ Maya Sara tập trung lại chăm sóc con của họ. Ô, ôi trời, chắc mình vừa ngủ quên. Hình như đêm qua chị không ngủ, mẹ Maya. Đúng vậy, tôi bận chăm sóc quả trứng. Mẹ ơi, con đói. Đúng là con đói rồi. Con ăn hết lá mẹ hái hôm qua chưa? Mẹ ơi, con đi tìm thức ăn được không? Không, không. Con không biết trong rừng khủng long nguy hiểm ra sao hả? Đúng vậy. Quá nguy hiểm để khủng long con vào rừng một mình. Đúng vậy. Nên không được vào rừng một mình. Đúng, không đi một mình. Mẹ Maya, tôi sẽ xem chừng bọn trẻ, cô vào rừng đi. Được rồi, cảm ơn. Maya con yêu, xem chừng quả trứng đến khi mẹ về được không? Dạ được, thưa mẹ. Nè, con của cô may dù đang chạy vào trong rừng. Cái gì? Ôi trời, thật lộn xộn. Tôi sẽ nhanh chân chạy theo bác Mayu về. Maya con yêu, con ở đây một chút được không? Dạ được, không cần lo cho con. Mình chán quá. Khi nào em nó mới nở đây? Ủa, vui quá. Tiếp đi, nhanh lên và ra khỏi vỏ đi. Hả? Ôi không. Nếu mình làm mất quả trứng, mình sẽ gặp rắc rối. Phải nhanh tìm nó thôi. Maya lấy hết can đảm và đi vào rừng. Mình ổn, mình không sợ gì hết. Ouch. Mẹ, mẹ ơi. Maya, con có sao không? Còn quả trứng đâu? Hả? Có ai trộm trứng rồi hả? Dạ phải. Ôi không, Maya vừa nói dối mẹ. Ôi trời, chúng ta làm gì đây? Kẻ trộm có mào trên đầu không? Hắn có mỏ ngắn với chân cong không? Con chắc chắn là một Oviraptor. Tên trộm trứng. Maya con yêu, ở yên đây, mẹ sẽ đi lấy trứng về. Không được, nguy hiểm lắm. Mẹ phải lấy trứng lại trước khi có chuyện xảy ra. Chuyện gì vậy? Có gì sao? Trứng của tôi. Trứng của cô? Nó ngay đây. Là của cô phải không? Ồ, đúng rồi. Cô tìm thấy ở đâu vậy? Tôi đi tìm Mayu, và đột nhiên trứng của cô lăn tới. Tôi biết đó là trứng của cô. Maya nói Oviraptor đã lấy trứng chạy vào rừng. Cái gì? Oviraptor? Thật ra quả trứng chỉ lăn đi mất
vào rừng. Con xin lỗi. Ồ, chào. Quan trọng nhất là không ai bị thương. Mai à, con nhớ không được đi vào rừng một mình lần nữa. Và không nói dối nữa. Con xin lỗi. Con sẽ không làm vậy nữa. Con là khủng long quan trọng nhất với mẹ trên đời, hiểu không? Mẹ yêu con rất nhiều. Đúng là một gia đình Maya Sora đáng yêu. Họ hạnh phúc chưa kìa? Khủng long mẹ tốt, Maya Sora. Ông vua cung đầu là tập bác khi Cephalosaurus đây đầu mình nhô ra xương cứng xó dày. Bác khi đây cung đầu ta đây là nhà vua. Bậc thầy cung đầu, bác khi Cephalosaurus. Vua cung đầu, bác khi Cephalosaurus. Bạn ấy tập luyện chăm chỉ. Với xương sọ cứng và trán chắc chắn, xem mình thực hiện cụm đầu siêu sức mạnh đây. Yeah! Wow! Nhìn các quả thông rụng như mưa luôn. Thật đẹp. Parky, bạn ngày càng giỏi việc cụm đầu. Yeah, thật hả? Chà, mình biết bạn thích xem thông rụng nên. Wow, bạn cũng đầu giỏi. Hả? Lắm. Chào, mình là Baku. Mình vừa chuyển đến sau khi trốn thoát một vụ núi lửa phun trào. Ồ, rất vui được gặp bạn. Mình là Parky và bạn ấy là bậc thầy cũng đầu, Parky. Nhìn bạn ấy giống bậc thầy thật đấy. Chà, không có gì đáng kể. Mình thử được không? Được, được, thử đi. Đây là một nơi tuyệt vời để tập cụm đầu. Nhìn nó ra vẻ như xương sọ của nó dày hơn mình vậy. Siêu cấp đặc biệt, ba khu cụm đầu. Mình tới đây. Cái gì? Cái gì vậy? Wow, ba khu, bạn thật tuyệt. Bạn còn mạnh hơn cả Baki. Mình chỉ muốn gây ấn tượng với các bạn nên đã dùng hết sức. Mình cá là Baki chưa cố hết sức, phải không? Phải, đúng vậy. Thật ra, mình đã dùng hết sức mạnh. Nè Baki, sao bạn không trình diễn hết sức mạnh lần này đi? Hả? À, được, chắc rồi. Ồ, nếu mình không làm tốt hơn Baku, chắc Baki sẽ thất vọng lắm đó. Cái gì? Bạn chỉ có vậy thôi hả? Parky, mình thất vọng quá. Parku, bạn và mình đấu một trận coi xem sao. Chà, không cần đi xa tới vậy chứ. Sao? Bạn sợ thua hả? Bạn nhát gan hơn mình tưởng đó. Bạn nói mình là kẻ nhát gan hả? Được, thi thì thi. Nhưng đừng nói là mình không cảnh báo với bạn. Và như vậy, trận đấu bắt đầu. Yeah. À, nếu bạn muốn ngừng, cứ nói một tiếng. Bạn đang nói gì vậy? Tiếp đi. Hai bạn, dừng lại. Không bao giờ. Chúng ta sẽ xem ai mạnh hơn. Coi chừng, nguy hiểm. Parky, Parku, bạn có sao không? Mình không sao. Bạn vừa cứu mình hả? Đúng vậy. Như vậy mới là bạn bè. Parku. Các bạn, chúng ta làm bạn được không? Nhưng chúng ta là bạn rồi, đúng không, Parky?
Phải, Paku, cảm ơn bạn đã cứu mình. Chúng ta cùng tập cụng đầu với nhau mỗi ngày đi, Paku. Nghe hay lắm. Từ đó, ba chú Pachycephalosaurus nhỏ trở thành bạn tốt của nhau. Bức thầy cụng đầu, Pachycephalosaurus. Này các bạn có thích video của chúng mình không? Đừng quên nhấn đăng ký, subscribe nhé! Hãy tìm Ping Pong trên YouTube!